Nhìn chung thì cái lượng mưa năm nay sẽ thấp hơn so với nhiều nhiều năm. Và bên cạnh đó thì mưa sẽ tập trung vào cuối tháng 8, đầu tháng 9 và có thể kéo đến tháng 11, 12. Vào những cái thời điểm cuối tháng 8, tháng 9 thì lúc này thì cây hồ tiêu đang bắt đầu cho mang trái. Thì thời điểm này cây hồ tiêu rất mẫn cảm đến một số loài sâu bệnh. Đặc biệt là cái lượng mưa lớn và độ ẩm cao, và do vậy thì nó một số loại sâu bệnh nó sẽ xuất hiện, ví dụ như là bệnh chết nhanh, bệnh chết chậm, nó gây hiện tượng thối úng và gây hiện tượng là rụng lá hồ tiêu và làm cho cây suy yếu. Bà con lưu ý rằng là chúng ta không nên phun phòng, đặc biệt là một số cái loại sâu bệnh hại, ví dụ như là ở đây thì bệnh chết nhanh chết chậm cây hồ tiêu. Hoặc là một số loại sâu hại như rệp sáp, hoặc là rầy chữ thập, hoặc là nhện đỏ, vân vân. Thì đối những cái đối tượng như thế này thì bà con nên thường xuyên thăm đồng, và chúng ta chỉ phát hiện những cây bị bệnh, cây bị rệp hại hoặc là các đối tượng khác gây hại thì chúng ta nếu như bị nặng thì chúng ta tiêu hủy cái cây bị bệnh và những đem ra khỏi vườn để chúng ta đốt và xử lý ngay cái gốc cây hồ tiêu đã được tiêu hủy. Và đối với các sâu hại thì chúng ta chỉ phòng phòng những cây có rệp hoặc rầy gây hại.